việc sống thử rồi thành sống thật, hai bên ăn ở thực hiện đầy đủ các quyền nghĩa vụ vợ chồng, đóng góp tài chính, thương yêu nhau, thậm chí là có con với nhau. Nhưng nếu các bạn không có một tờ giấy hồng hộc thực hiện đăng ký kết hôn tại ủy ban dân cấp xã của một trong hai bên thì các bạn sẽ không được pháp luật công nhận là vợ chồng, mà các bạn chỉ là cái lời chót lưỡi đầu môi với nhau thôi. Đây nó là một cái hệ lụy rất lớn xảy ra với các bạn, đặc biệt là khi các bạn có con. Khi chúng ta có con thì chúng ta phải khai sinh cho con, và nếu chúng ta không đăng ký kết hôn thì câu chuyện là các bạn mãi mãi chỉ là những người chung sống. Dù các bạn có thể là cha là mẹ của đứa trẻ nhưng các bạn không bao giờ là vợ chồng. Và hệ lụy nó vô cùng là lớn. Hệ lụy về những vấn đề gì? Về tài sản, hai bạn chỉ là những người góp gạo thổi cơm chung với nhau thôi. Và tài sản các bên tạo ra, thậm chí cho nhau, nhận cho nhau thì chỉ là quan hệ hai người chung sống nhau, cùng góp tiền, cùng thực hiện các cái việc chi tiêu cho cuộc sống. Còn nó không ràng buộc nghĩa vụ của nhau. Nếu các bạn là vợ chồng thì sao? Thu nhập của anh trong thời kỳ hôn nhân, thu nhập của chị trong thời kỳ hôn nhân, nó sẽ gom vào thu nhập chung của vợ chồng. Và nếu có một bên sinh nở ở nhà không đi ra ngoài lao động được thì vẫn có đầy đủ quyền nghĩa vụ sở hữu cái khối tài sản do người chồng kiếm ra trong thời kỳ hôn nhân, tức là chị ấy sẽ được một nửa. Còn nếu trường hợp mà các bạn dù là sinh nở, dù là ở nhà nuôi con, nhưng nếu người chồng kiếm được tiền họ giấu đi, hoặc họ mua được cái nhà đất, hoặc nó mua được cái ô tô, thì người vợ cũng sẽ không có cơ hội chạm vào cái khối tài sản đó, vì các bạn có phải là vợ chồng hợp pháp đâu. Thế thì thiệt hại nó quá lớn. Thậm chí nếu mà người vợ đó rơi vào tình trạng là kiệt quệ tài chính, bị khó khăn về đời sống, bị ốm đau, thì người kia hoàn toàn người ta có thể rũ bỏ cái trách nhiệm của họ mà không phải vương vấn gì cả. Người vợ hờ ấy, dù có đau khổ về mặt tâm lý, về mặt tình cảm thì cũng không thể kiện ra tòa hoặc buộc người ta chịu trách nhiệm. Nó có cái trách nhiệm gì đâu. Nhưng nếu đã là vợ, đã là chồng hợp pháp, có giấy đăng ký kết hôn thì yêu thương nhau, chăm sóc nhau, bảo vệ nhau, nó là nghĩa vụ. Và nếu anh không thực hiện, chị không thực hiện thì người còn lại có quyền kiện ra tòa và buộc cái người vi phạm cái nghĩa vụ vợ chồng ấy phải sử dụng tài sản để thực thi cái nghĩa vụ chăm sóc, chữa chạy cái bệnh tật cho người kia. Đó là cái lợi rất lớn mà chúng ta thường là bỏ qua. Các bạn phải hiểu một điều như thế này, nếu người ta yêu thương mình thì ngoài cái việc thể hiện bằng tình cảm thì chúng ta nên ràng buộc với nhau bằng cái trách nhiệm pháp lý chứ. Lúc tốt đẹp thì không sao các bạn, nhưng cái lúc dở dang lỡ làng thì chúng ta có cái giấy tờ mà cột vào cổ nhau. Chính vì cái điều đó nên pháp luật quy định rằng nam nữ chung sống với nhau phải đăng ký kết hôn thì mới được công nhận là vợ chồng. Chúng ta đã tự tước bỏ cái quyền lợi của mình trong việc là không đăng ký kết hôn. Đấy là điều vô cùng dại dột, đặc biệt với phụ nữ. Đấy là nói về mặt pháp lý. Còn nói về mặt đạo lý, đạo đức, thưa với các bạn, các bạn chung sống với nhau và các bạn không đăng ký kết hôn thì nội ngoại người ta cũng chẳng công nhận được. Thậm chí nó vẫn là cái dạng là thừa nhận với nhau về mặt tình cảm, nhưng mà khi mà trắng phớ ra với nhau thì nói thật chẳng có cái ràng buộc gì. Do vậy, nếu chúng ta yêu thương, chung sống với nhau và chúng ta xác định là có con với nhau, xác định đi với nhau mãi thì chúng ta buộc phải đăng ký kết hôn. Nó không phải là câu chuyện thích nữa, nó là câu chuyện ràng buộc pháp lý với nhau để phòng hờ và thậm chí là để các bên không có cơ hội rũ bỏ nhau một cách trơn tuột và một cách trốn chạy nữa. Nên đặc biệt là phụ nữ, dù hiện đại đến mấy, nếu đã xác định một quan hệ tử tế đàng hoàng thì chúng ta nên đăng ký kết hôn với nhau mới là một quyết định pháp lý khôn ngoan. Trên đây là chia sẻ của tôi dựa trên hàng trăm trường hợp tôi tư vấn, cả hôn nhân hợp pháp, hôn nhân không hợp pháp, và cái điều đó giúp ích cho các bạn rất là nhiều. Rất nhiều người đã phải trả cái chi phí 1-2 triệu đồng để có thể nhận được cái tư vấn đó, nhưng mà các bạn đang nhận được tư vấn miễn phí. Và tôi cho rằng là các bạn nên trân trọng tất cả những kiến thức, những kinh nghiệm đó giúp cho các bạn sẽ có những cái giải pháp trong cuộc sống. Xin cảm ơn các bạn.